Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel học tiếng Nhật cùng Go Japan. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học trợ từ to. Trợ từ to thường được gọi là trợ từ liên kết vì nó thường được sử dụng để nối hai hay nhiều yếu tố thành phần với nhau. To có nghĩa là và. Ta cũng có thể sử dụng trợ từ này khi liệt kê các danh từ. Nó sẽ đi kèm sau từng danh từ, ngoại trừ cái cuối cùng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem to hoạt động như thế nào thông qua một số ví dụ. A và B nói thế nào nhỉ? Là E to B. Ở đây, trợ từ to được đưa vào giữa A và B để nối. Vậy còn A, B và C thì sao? E to B to C. Lưu ý rằng trợ từ sẽ được thêm vào giữa các thành phần. Tiếp tục, A, B, C và D sẽ là E, to B, to C, to D. Cũng giống như hai trường hợp trên, trợ từ to sẽ được đặt giữa các từ. Điều này không giống như trong tiếng Việt hay là trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ chỉ thêm và vào giữa hai danh từ cuối cùng, còn lại sẽ được tách bởi dấu phẩy. Tuy nhiên trong tiếng Nhật, to theo sau tất cả các danh từ phía trước, chỉ trừ duy nhất là đằng sau danh từ cuối cùng. Hamburger to potato to cola o kudasai. Vui lòng cho tôi một hamburger, một khoai tây chiên và một coca. Cùng chú ý vào phần liệt kê. Hamburger to potato to cola. Chúng ta vừa được học ở phần phía trước, trợ từ to đi kèm với mỗi danh từ, ngoại trừ danh từ cuối cùng. Vì vậy, sau hamburger và potato thì sẽ có to, còn sau cola thì sẽ không có. Tuy nhiên trong giao tiếp thực tế hàng ngày, rất nhiều người Nhật hay bỏ qua hoặc lược bớt to khi nói. Chẳng hạn họ sẽ chỉ nói là hamburger to, potato, cola. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi thêm một số ví dụ nào. 肉と魚が好きです。Tôi thích thịt và cá. ケーキとチョコレートを買いました。Tôi đã mua bánh và sô cô la. お金と恋人が欲しいです。Tôi ước là có tiền và người yêu. Trợ từ to cũng mang một ý nghĩa khác là cùng hoặc với. Nó thể hiện rằng một hành động nào đó được thực hiện với sự tham gia hoặc cộng tác của một ai đó. Cùng xem ví dụ để hiểu hơn nào. John-san wa Lee-san to eiga o mimashita. John đi xem phim cùng với Lee. Cùng với Lee là Lee-san to. Hành động thực hiện được kết hợp với đối tượng nào thì ta sẽ thêm to vào sau đối tượng đó. Chúng ta quan sát thêm một vài câu ví dụ nữa. Ashita Yoshida-san to date suru. Ngày mai tôi sẽ đi hẹn hò cùng Yoshida. Mi-san wa itsumo neko to asonde iru. Mi-san lúc nào cũng chơi cùng mèo. Tanaka-san to shokuji o shimashita. Tôi đã dùng bữa cùng với anh Tanaka. Như vậy trong video này chúng ta đã được học trợ từ to. Nếu thấy video thú vị hãy like, share để ủng hộ Go Japan nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mata ne!